là bóng bay. Đây là quả đầu tiên. Đây là bóng của các con. Hãy chơi vui nhé. Nhìn này mình trang trí cho chiếc xe kéo vệ sinh. Thật là tuyệt bạn ơi. Xem đây tờ vẽ tranh. Chiếc cầu vồng nhiều màu sắc trang trí lên chiếc xe này. Bạn ơi tớ đã làm xong, hãy nhìn xem. Xe của mình sẽ rất đẹp với những bông hoa bóng bay này. Nhìn này mình trang trí cho chiếc xe kéo bé xinh. Thật là tuyệt bạn ơi. Ta mau trang trí xe cùng thật nhiều quả bóng. Trong chiếc xe sẽ rất ngầu. Bạn ơi tớ đã làm xong, hãy nhìn xem. Xe của anh trông giống như một chiếc tên lửa khổng lồ. Nhìn này mình trang trí cho chiếc xe kéo bé xinh. Thật là tuyệt bạn ơi. Thôi thật nhiều bóng bay. Ồ phải làm gì đây? Quả bóng kia bay mất rồi. Mình không biết. Thôi bóng bay. Chiếc xe của mình tỏ hình tất cả các bạn động vật mà mình yêu thích. Giờ bọn mình cùng thi xem ai sẽ đến đi chưa tiền. Thật là tuyệt bạn ơi. Bọn mình cùng đua nào. Ta ngồi vào vị trí. Hãy chú ý an toàn. Ngồi thật vững. Sẵn sàng ta bắt đầu thôi. Được rồi các con, đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1 xuất phát. Chúng ta có thể đến đích cùng nhau mà. Vâng ạ. Bọn mình cùng về đích trên chiếc xe kéo bé xinh. Bọn mình cùng cố gắng. Nhanh nhanh ta tiến lên. Thật là tuyệt phải không? Cùng nhau ta sẽ thắng cuộc. Cùng về đích rất là vui. Yay yay yay. Yeah. Các con đã làm được. Các con làm tốt lắm. Trước tiên, con cần đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc, cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc, cộc, mẹ đã về. Đó là mẹ các con. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc, 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 cộc. Cộc, 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 cộc. Cộc, 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 cộc. Ta ơi mẹ đã về. Chào con yêu. Con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không được mở. Có ai bấm chuông kìa mẹ ơi. Cộc cộc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Đó là ba đây ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Làm tốt lắm con trai. Yay. Con nhớ phải luôn gọi ba mẹ nếu như thấy người lạ đến nhà nhé. Ba ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Cốc cốc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Ông đây mà cháu à. Đó là ông ạ. Ông đến chơi à. Vậy ông biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc
cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Ông đây rồi. Ê, chào cháu gái. Cháu hãy nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Không mở cửa. Ê, cháu ngoan lắm. Cốc cốc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Hãy mở cửa cháu à. Là bà đấy mẹ. Đó chính là bà. Bà có biết mật mã không? Mật mã đây. Cho người lạ, cháu nhớ nha. Không được. Có ai đó ở ngoài cửa? Cốc cốc, ai gõ cửa? Mình cùng xem nhé. Tôi đến giao pizza. Mẹ ơi, ba ơi, đó là người lạ. Vậy chú biết mật mã không? Chú không biết. Đó chỉ là người giao pizza. Chú ấy mang bữa tối đến thôi con à. Con rất đáng khen vì đã nói với ba mẹ khi có người lạ tới gõ cửa. Yay! Hôm nay chúng ta đã rất vui và học được cách nên làm gì khi có ai đó gõ cửa rồi đấy. Và chúng ta được ăn pizza nữa. Yay! Bơi thôi. Không không, con còn quá nhỏ. Go!
sẽ chơi thật vui vẻ cùng những đồ chơi này. Bé John, hôm nay con đã mang theo gì? Chơi với Dino không? Không, của tớ. Tớ thích Dino lắm. Ta cùng nhau chơi thật vui. Chia sẻ đồ chơi nào em bé ngoan. Hỡi bé yêu, hãy nghe lời. Thật vui khi ta chia sẻ cùng nhau. Chia sẻ rất là vui. Jacob, hãy cho các bạn xem đồ chơi của con. Con đã mang theo gì nào? Nhìn xem Fluffy, chú gấu nhỏ, mềm mại xinh xắn, thật yêu lắm. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Giờ mình phải làm sao đây? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp đỡ bạn ấy. Đồ chơi cũng là bạn tốt của mình. Nào cùng nhau chăm sóc. Chơi. Chia sẻ là quan tâm, phải không? Chia sẻ đồ chơi, các bạn ơi. Chia sẻ đồ chơi nào sẽ rất vui. Yeah. Chơi với nhau, hết chơi đây. Ta không nên chơi một mình đâu. Đến lượt con rồi, Mia. Hãy nhớ, đèn đỏ nghĩa là dừng lại. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Làm lại nhé con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đèn xanh có nghĩa là đi tiếp. Xanh đi 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 đi, đèn màu xanh đi tiếp nào. Theo ba nào. Đu 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 đu, đèn xanh đi 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 đi, đèn màu xanh đi tiếp nào. Con có nghĩ mình có thể làm được không? Màu đỏ dừng lại nào. Đu 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 đu. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Khi dừng lại, chúng ta cần đợi một chút. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Con đã hiểu rồi đó. Du du du. Đèn xanh đi đi
đèn màu xanh đi tiếp nào. Là nó kìa, con gần đến nơi rồi. Cẩn thận con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Đu 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 đu. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đu 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 đu. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Giỏi lắm con yêu. Đèn xanh kia, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Ngon quá. Răng của mình. Ôi chiếc răng, làm sao thế này? Lung lay mất rồi. Hãy giúp con thấy rất sợ. Phải làm sao bây giờ? Con đừng lo lắng, không sao mà. Mẹ và con cùng xem nào. Con cần thay chiếc răng xưa này, vì mình đã lớn hơn. Con đừng lo lắng, không sao mà. Cần đợi chờ và kiên nhẫn nha. Răng của con sẽ rất nhanh mọc, để nụ cười thật đáng yêu. Ôi chiếc răng, làm sao thế này? Lung lay mất rồi. Hãy giúp em thấy rất sợ. Phải làm sao bây giờ? Em và anh đo cách này. Chị nhìn xem mình cùng nhau làm. Mau lại đây với chúng em nào. Mình cùng nhau chiếc răng. Chiếc răng. Ôi không được. Mình phải làm sao giờ? Ôi chiếc răng, làm sao thế này? Lung lay mất rồi. Hãy giúp em thấy rất sợ. Phải làm sao bây giờ? Em và anh đo cách này. Chị nhìn xem mình cùng nhau làm. Mau lại đây với chúng chiếc răng. Em đừng lo nhé, nhanh thôi mà. 1, 2 nhổ chiếc răng. Ôi không được. Mình phải làm sao giờ? Ôi chiếc răng, làm sao thế này? Lung lay mất rồi. Hãy giúp con thấy rất sợ. Phải làm sao bây giờ? Ăn nhiều rau trái cây con à, để làm răng mình dùng dễ hơn. Yum 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 yum, mình cùng ăn nhé con. Con đừng lo nếu răng chưa rụng, cần đợi chờ và kiên nhẫn nha. Hãy bình tĩnh nhé, không sao mà, rồi răng sẽ rụng. Ôi chiếc răng, làm sao thế này? Oh.